Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội Đồng Nai, trong năm 2023, toàn ngành Bảo hiểm xã hội tỉnh đã phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành thanh tra kiểm tra tại 533 đơn vị doanh nghiệp, đạt 100% kế hoạch đề ra. Trong quá trình thanh kiểm tra đã phát hiện hơn 470 lao động thuộc đối tượng phải tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa tham gia hoặc đóng thiếu thời gian, mức đóng với số tiền truy đóng là gần 2 tỷ đồng. Phát hiện 16 trường hợp đóng sai đối tượng, trên 3.670 trường hợp hưởng chế độ bảo hiểm xã hội sai quy định với số tiền phải thu hồi là trên 1,8 tỷ đồng. Đề nghị thu hồi về Quỹ Bảo hiểm Y tế số tiền là gần 4,2 tỷ đồng do cơ sở khám chữa bệnh bảo hiểm y tế chi sai quy định. Xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền xử phạt là trên 4,1 tỷ đồng. Riêng đối với các đơn vị chậm đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tỉnh đã tiến hành thanh tra, qua đó buộc các đơn vị sử dụng lao động đã khắc phục tổng số tiền chậm đóng trên 64 tỷ đồng.